Yarra River Cruise. Du thuyền trên sông Yarra, Melbourne, Australia. Sông Yarra là một dòng sông lâu năm ở phía đông trung tâm Melbourne, nước Úc. Đặc điểm đẹp nhất của con sông Yarra là những con đường đẹp như tranh vẽ. Khi bạn rời khỏi bê tông sao gầy và đi bộ về phía đông qua King Domain, bạn có thể đi bộ hàng cây số dọc theo bờ sông mà không có cảm giác đang ở trong một thành phố tuyệt vời. Đó là bởi vì các nhà quy hoạch thành phố đã cho phép các công viên ở hai bên con đường quanh sông, bao gồm cả vườn bách thảo hoàng gia. Sông Yarra là tài sản tự nhiên quan trọng nhất của Melbourne và tất cả người Melbourne đều phụ thuộc vào con sông đó. Hành lang con sông là một trong những môi trường sống hoang dã hàng đầu của khu vực, là nơi phổ biến cho các hoạt động giải trí và thiên nhiên, nhưng rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của cộng đồng và khả năng sinh sống của thành phố. Nhưng tác động của thành phố lớn và đang phát triển của nó đang khiến dòng sông bị căng thẳng nghiêm trọng do khai thác nước, ô nhiễm và xâm lấn phát triển đô thị. Các đoạn sông thấp hơn là nơi thành phố Melbourne được thành lập vào năm 1835. Từ nguồn của con sông Yarra này trong dãy núi Yarra, nó chảy 242 cây số về phía tây qua thung lũng Yarra mở ra đồng bằng, khi nó chảy qua Greater Melbourne trước khi đổ vào vịnh Hobson ở cực bắc của Port Phillip. Con sông Yarra này là nguồn chính và là nơi gặp gỡ của người Úc bản địa từ thời tiền sử. Con sông được sử dụng chủ yếu cho nông nghiệp bởi những người định cư châu Âu đầu tiên. Quang cảnh của dòng sông đã thay đổi đáng kể từ năm 1835. Khoa học đã dần bị phá vỡ và dòng sông mở rộng ở nhiều nơi. Điểm đầu tiên trong số nhiều điểm giao cắt của sông Yarra để tạo điều kiện cho giao thông được xây dựng ở cầu Prince. Bắt đầu với cơn sốt vàng phát triển kinh tế, nó đã được khai thác rộng rãi, tạo ra đường hầm uống công ở Warrandyte và đường hầm bán đảo lớn và nhỏ ở phía trên Warburton. Mở rộng và các con đập như hồ chứa nước Thượng Yarra đã giúp bảo vệ Melbourne khỏi lũ lụt lớn. Vùng cao của lưu vực cũng bị ảnh hưởng bởi việc đăng nhập công nghiệp hóa, cuối cùng đã dẫn đến sự phá hủy các đầm lầy tại ngã ba sông Yarra và Maribyrnong ở khu vực xung quanh đảo Coote ở tây Melbourne. Ngày nay, Swanson và Appleton Dock được sử dụng để vận chuyển container cho cảng Melbourne và là nơi bận rộn nhất trên lục địa. Vùng thành phố không thể tiếp cận với nhiều tàu thủy lớn vì dòng sông này đã được sử dụng nhiều hơn cho chèo thuyền giải trí, như bao gồm chèo thuyền kayak và bơi lội.